Dám đập nữa hả? Ai đập? Có ổng ở đây mà nó dám đập nữa hả? Hai con hay mà con chưa có, người ta chặn rồi đâu qua được anh ơi. Thôi bây giờ phố nó cạn lời rồi, giờ Sáu bà nói là phố nó nói với Sáu là đây tới Tết đó, là em phải cho nó 5 triệu đừng nó xài. Nó coi bông coi đồ ai biết, kêu bán cây được nhiêu lấy nhiêu. Kêu bán ai đâu mua bán thì đó, bởi vì đâu phải, đâu phải có muốn có tiền là có tiền. Đâu nói phải ớt nặng và chín nặng và cây đó có chín không? Thôi chín bỏ túi vậy đó chồng hả, về cây ớt sống nặng nhất đó. Bây giờ ở dưới Bến Tre người ta xiết, người ta đòi 7 triệu tiền cây chanh, cây hành, cây ớt gì hồi đó nó mua kìa. Tiền đâu trả? Không tiền trả mà đòi xin 5 triệu xài chơi vậy hả? Đá gà chơi hả? Binh binh nói ra đá gà bả Binh nè. Nó nói không có tiền đâu, nghỉ đá rồi. Nói tới đá gà là bả Binh hả? Mấy bằng chó không ngoài mà. Mần thịt chó ở ngoài sau đó, tôi biết đó, mần chó. Vậy là hết nước mắm hả sao?